thiên nhiên này. Con này, đoạn này dốc cực cao luôn, nên là bây giờ là xin mời mọi người cùng tôi đi khám phá nhé. Tôi nghe nói là cái khu vực trong cái suối nhỏ này này là có rêu suối, nếu mà tí nữa ta mà đi khám phá cái khu vực này, tôi sẽ đi xe máy lên đây. Sau đó vào sâu bên trong cái suối này nhé, quay cho mọi người đến sâu bên trong suối này. Nghe nói là có cả cái thác nhưng mà tôi chưa đi lần nào, phải đi vào xa lắm. Nhưng mà bây giờ thì thôi, thì hôm nay đi được ít nào ta đi đó nhé mọi người nhé. Người ta sẽ lên dốc đây, lên dốc cao, xong đó là đi sâu vào bên trong, người ta tìm đường ra xuống suối, xong rồi quay cho mọi người và thiên nhiên luôn, ngắm cảnh vùng cao, cảnh thiên nhiên nha mọi người nhé. Bây giờ là chuẩn bị lên này, bây giờ là tôi sẽ đi bằng phương tiện xe máy nha mọi người nhé. Tí nữa tôi sẽ để xe ở trên đường đi xuống suối. Thì xin mời mọi người nhé. Ta bắt đầu lên cái con dốc này rất là cao này, có một mình thôi cho nên tôi sẽ đặt máy quay ở đây, quay xong tí tôi đi bộ xuống, tôi lấy điện thoại lên để tiếp tục đi nhá, để quay lại cái cảnh này cho mọi người thấy nó thực tế. Đây mọi người ơi, đây là cái đoạn dốc mà tôi vừa mới đi từ dưới kia lên. Hôm nãy máy quay là để ngay cái góc đấy, góc mép đường với lại cái cây xanh sát nhau đấy. Đấy, đi từ dưới đó lên. Mệt lắm, đi đường này à? Đây đi, có cái xe máy kia, quay cho mọi người thấy. Đấy. Thấy chưa? Đây, xe lên đến đây. Đây là bạn đồng hành này, sẽ đưa mọi người đi hòa mình vào thiên nhiên nhá. Tôi sẽ quay một đoạn đường cho mọi người thấy nương rẫy của bà con đấy. Đường này chỉ có đi xe máy và đi bộ thôi mọi người nhé. Đây là suối này, ghép nhiều clip lại mới thành một video cho mọi người cùng xem. Đây, khu vực này bà con mới trồng chuối vậy, rộng rất cao mọi người.
bên trên này là các cái cây xoan, cây lát, đây bà con trồng. Còn có đường đi bên kia này. Điện gặp suối đây. Chơi đây thôi nhé mọi người nhé. Ôi. Cây gì ạ? Đi chơi đi thăm cái suối này xem thế nào. Để bây giờ xem hướng để tránh này, hướng để tránh nhà em đi. Đây em vừa đi dãy về mang nó đi mà hỏi có bán được cái gì không, không bán được con gì, đen thôi đúng không? Có hôm nào được nhiều không? À, nó này rất là đẹp. Em gửi này. Dạ. Xem mấy cái tên nào, quay mấy cái tên. À đây tên này. Rút một cái ra xem. Đây là mũi tên. Hôm nay anh mới đi vào đường này lần đầu đấy. Đây. Dắt vào giúp anh nhé. Về trước đi, anh chơi lúc anh về. Quen thì lấy về làm gì?
gặp một em này thanh niên ở khu vực thị trấn Mường Lát. Em bảo dãy nhà em còn ở xa lắm, đi thẳng vào đường này. Em đem cả nỏ đi để bắn chuột, nhưng mà hôm nay lại không có con chuột nào. Tôi quay một tí khu vực này cho mọi người ngắm nha. Thì tí ta ra ngoài kia tắm cho nó mát. Hôm nay trời không lạnh. Kết quả một chuyến đi thì quay cho mọi người cùng khám phá và mình và thiên nhiên cùng với tôi nhé. Hôm sau có điều kiện này mới mua thêm cái gậy chống rung để mọi người xem cho nó đỡ bị chóng mặt. Có gì hết sức thông cảm nha. Bây giờ chia sắm nhỉ. Đá cuội đẹp lắm, đá suối, đá sông. Đây
đây trên đường lúc ta vào đây là cái cây gỗ nó trôi nó đổ ngang suối này. Dựng xe nó chân trống nó đứng quá mà, nên là tôi để nghiêng xuống luôn, xuống vào cạnh đường luôn. Người ta đi xuống có thác này nhá, thác bé thôi nhưng mà nó cũng là cái trải nghiệm thú vị. Mất cái công đi khám phá
rồi, bây giờ xin mời mọi người cùng tắm mát nhé.